Xin chào tất cả quý khán giả của chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu. Tôi là bác sĩ Lại Thế Thập, hiện tại đang công tác tại đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu. Hôm nay tôi xin được nói với các anh chị về chủ đề làm gì khi biết mình bị chậm con. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về định nghĩa hiếm muộn. Chồng cặp vợ chồng sẽ được xem là hiếm muộn khi trong vòng 1 năm họ quan hệ vợ chồng đều đặn từ 2 đến 3 lần trên tuần và không dùng biện pháp tránh thai mà vẫn chưa có thai thì được xem là hiếm muộn. Và cái phản ứng chung của tất cả các khách hàng của chúng ta hoặc là các anh chị là khi thấy mình bị hiếm muộn chậm con thì các anh chị sẽ tự tìm một phương pháp điều trị hoặc là tự mua thuốc uống cho mình. Nhiều khi là cái thuốc này không rõ nguồn gốc như thế nào, hoặc là chỉ là nghe những lời khuyên và những người khác chỉ thì mình sẽ tìm dùng, thì nó dẫn đến cái hệ quả là cái đôi khi việc chậm con nó không được giải quyết và anh chị vẫn chưa có con được, mà nó lại có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chính các anh chị. Cho nên lời khuyên của bác sĩ dành cho các anh chị như sau: khi phát hiện chúng ta bị chậm con thì việc đầu tiên chúng ta nên làm là đi đến các cơ sở y tế, các bệnh viện có chuyên khoa về hiếm muộn để thăm khám cho cả hai vợ chồng để biết được chúng ta đang bị gặp phải tình trạng như thế nào, các vấn đề xảy ra ở cặp vợ chồng chúng ta là gì. Sau đó các bác sĩ sẽ cho anh chị lời khuyên và đề ra một cái liệu trình điều trị hoặc là điều trình hỗ trợ cho phù hợp với các anh chị. Tuy nhiên không phải các anh chị nào đến thăm khám cũng sẽ đều phải là bước vào việc hỗ trợ sinh sản ngay, mà có thể là các bác sĩ sẽ cho anh chị một cái liệu pháp thay đổi về lối sống, thay đổi về thói quen sinh hoạt để làm sao các anh chị có khả năng có con tự nhiên. Nếu sau một quá trình hoặc sau một khoảng thời gian người bác sĩ đã khuyên và anh chị vẫn chưa có con được thì lúc này chúng ta sẽ cân nhắc đến chuyện là đi hỗ trợ sinh sản bằng các phương pháp hỗ trợ, giả sử như bơm tinh trùng vào buồng tử cung hoặc là chúng ta làm phương pháp thụ tinh trải nghiệm để bảo đảm an toàn sức khỏe của bản thân cũng như bảo đảm được cái hiệu quả của việc chúng ta làm sao có con sớm nhất có thể. Tôi hy vọng các anh chị khi mà biết bản thân mình bị chậm con, các anh chị sẽ đi thăm khám đầy đủ để được các bác sĩ tư vấn và cho lời khuyên. Trên đây là một số thông tin tôi muốn chia sẻ đến các anh chị. Nếu các anh chị thấy thông tin này là hữu ích, xin hãy chia sẻ đến các anh chị khác có nhu cầu. Nếu có vấn đề gì còn thắc mắc hoặc cần trao đổi thêm, xin các anh chị hãy bình luận phía bên dưới. Xin gặp lại các anh chị ở chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu ở kỳ tiếp theo. Xin cảm ơn.